các thí sinh và đơn vị dự thi chú ý. Ban tổ chức lễ hội ẩm thực Tây Nguyên xin thông báo, việc chấm thi vòng chung kết đã hoàn tất, đúng 30 phút nữa, ban tổ chức sẽ công bố giải thưởng và trao giải. Ban tổ chức lễ hội ẩm thực Tây Nguyên xin thông báo. Ôi, ngon quá vậy, món nào cũng ngon hết trơn á. Mai ơi, trời ngon quá, sao món nào cũng ngon hết trơn vậy? Em lại biên tập thì em phải tính nội dung, cảnh nó cần thì anh mới biết đường để quay chứ. Thì anh cứ quay đi rồi cái đó để em tính sau nha. Trời, món nào cũng ngon hết trơn. Anh ăn không? Không. Em mua em với anh. Em ăn đi. Ngon quá hả? Chết rồi, giờ là 10 giờ mà chưa đưa hình fanpage, chưa đưa thông tin gì hết. Như vậy là sai hợp đồng, ít tao phạt anh đó. Anh Sang, em nè. Ủa, anh Sang, sao anh đi quay có một mình vậy? Cô Mai đâu? Tôi cũng muốn hỏi nè, sáng giờ Mai bỏ tôi đi đâu không biết. Để tôi quay có một mình, không biết quay gì hết. Anh, hình như là cô Mai bên kia kìa. Đâu? Tụi mình qua bển để xem. Đâu, đi qua bển đi. Anh đến đây để coi em chụp hình sự kiện xong chưa? Lễ hội sắp kết thúc rồi. Chờ... Rồi sao? Vậy mấy tấm hình anh kêu em chụp sự kiện có chưa? Có, em có chụp nhiều lắm. Có chụp nè. Đưa cho anh xem. Có chụp mà, có đưa chụp lại. Mà nè, nè. Cái gì vậy Mai? Em chụp cái gì vậy? Bà chụp cái gì vậy hả? Toàn là hình tự sướng chú mong chú mỏ không à? Trả nè. Anh hít nó nổi em luôn. Không được tấm hình nào có ý nghĩa. Vậy chưa viết dòng nào luôn đúng không? Có, có. Em có viết, tôi có viết. Nè Zip. Trời trời, cái gì vậy? Gà quay ngon nhất nách. Dịch, cay quá cay. Cổ qua, ti ngon mà nóng. Heo quay lướt sóng. Cái gì mà tùm lum hết trơn vậy hả? Nè, bà Mai ơi, bà đi làm bà viết những cái này á hả? Cái này em viết gì vậy? Thực đơn không vậy? Vậy em chưa viết được dòng nào luôn đúng không? Mai, anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, em lên đây em là người của ban tổ chức, chứ không phải em là du khách hay thực khách gì hết. Anh hết nói nổi em luôn. Anh bây giờ mình tính sao đây? Thôi bây giờ để anh lên ban tổ chức coi họ có thông tin gì không. Sếp. Nè. Nè cái gì mà nè? Tôi biết sai rồi mà. Tôi xin lỗi đi. Giờ làm sao? Sao cái gì mà sao? Ừ, sai phải không? Nè, chụp hình nữa đi. Chụp hình nữa đi. Rồi đi ăn nữa đi. Cho vừa lòng hả giả bà. Thôi mà. Gì vậy, gì vậy? Gì vậy? Nè, 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 nè. Đừng có thấy tôi chửi rồi giả bộ. Giả bộ cái thương nha. Đau nè, quá. Bị sao vậy? Chắc nãy tôi ăn nhiều thứ nè, quá nè. Giờ nó đau quá bà ơi. Cho chừa. Đừng mổ tôi mà. Cố tôi đi, tôi đau quá.
được rồi. Đau. Đi đi đi. Thiệt tình luôn á, là tôi cứ nghĩ là quay xong cái lễ hội đó xong là mình khỏe rồi đúng không? Ai ngờ bây giờ khách hàng bắt mình quay mấy cảnh rừng núi như vậy, không biết quay nguyên ngày hôm nay có đủ dựng không nữa. Thì đó, khách hàng muốn thì mình phải quay thôi. Bà biết đó, mình ăn cơm chúa là mình phải muốn tới ngày vậy đó. Tôi biết rồi. Mà bà biết không, nhờ tôi tra Google thiệt là kỹ mới biết cái đường tắt này nè. Nhưng mà họ chỉ đi bằng cái xe công nông này thôi á. Thấy tôi thông minh không? Công nhận là lần này bà thông minh thiệt. Tại vì á, tôi cứ nghĩ thường ngày bà cứ lo điệu đào quá, đâu có quan tâm chuyện gì khác. Nhưng mà lần này tôi chấm bà nha. Anh ơi, tranh thủ giùm em nha. Mình xuống nha. Anh Sang, em thấy cái ngọn đồi này rất là đẹp. Em nghĩ là anh bay live cam từ góc này bay hết tới khu đồi bên đây, chúng ta sẽ được một khung hình tuyệt vời. Vậy là anh bay ở đây lấy hết khu đồi này cho em nha. Dạ. Bà thấy sao, được hả? Ok. Dạ. Qua nhìn coi, anh lấy khung hình như vậy có được không nè? Dạ. Đúng rồi đó anh. Em thấy là mình nên nhích nhích một tí xíu nữa. Ok. Đẹp quá. Chính xác, chính xác. Xe mình bị làm sao vậy anh? Xe hết dầu rồi. Hết dầu hả? Ôi, xe hết dầu rồi, phải làm sao anh? Từ đây ra lộ, khoảng bao lâu mới tới anh? Đây ra ngoài lộ khoảng 78 cây số. 78 cây số? Đi bộ chừng 1-2 tiếng. Trời ơi. Tụi em mặc như vậy sao đi bộ được anh? Anh ơi, mình còn cách nào khác không anh? Giờ còn cách thì cõng mấy cô đi. Cậu thiệt luôn á, trong giờ phút này mà anh còn giỡn với tụi em nữa. Kiểu này là chắc mình bị trễ tiến độ quá anh. Giờ phải chịu thôi, chứ làm sao bây giờ. Mệt đúng không? Nè, cầm cái này giùm tôi một cái. Cầm lấy. Trời, tôi mới về gà uống, sao bắt tôi cầm? Sao mà bạn hiếp tôi cái gì? Nè, nể tình bà là đồng nghiệp nha. Lần sau mà đi tác nghiệp mà mang mấy đồ gà cái góc này, đừng có bao giờ đi chung với tôi. Đây, đưa chừng mấy đây. Em cầm cái này đi cho nhẹ. Người ta muốn đẹp mà.
Ok, mừng quá, đi thôi. Đi thôi. Yeah, yeah. Em thấy mọi người tới đây xem cũng đông quá ha. Anh kiểm tra nãy giờ thấy tiết mục cùng ổng đó. Trời đất ơi, khi cái ngày mà phát sóng á hả, là thấy tất cả mọi người luôn. Mà không ai thấy mình hết trơn á. Mình buồn quá trời quá đất luôn. Làm nghề này là làm dâu trong họ mà, miễn mọi người thấy vui thì thấy vui mà, đúng không? Đúng rồi. Thật sự em cũng muốn cho mọi người biết tới, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì mình ở phía sau hội trường để làm ra những chương trình hoành tráng như vậy. Thôi, sau khi mình thấy chương trình này thành công như vậy thì mình cũng cảm thấy vui mà. Đúng rồi. Ngân, khán giả bên kia. Xuân kỷ hội này lòng ta luôn nhớ lại, trận đánh mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Chẳng đâu có nhắc. Anh và em cùng đến nơi đây, bao yêu thương hạnh phúc đông đầy, trong tim ta nhiệt huyết trào dâng, cho ta thêm yêu đời. Anh và em cùng đến công ty, trong tim ta là những công trình, bao gian nan được có chuồn chân, cho ta thêm nụ cười. Anh lâu quá tháng này làm sao mà trả công, em buồn ghê công ty lại có người vắng bóng. Sự kiện đêm nay anh sẽ phải như thế nào, trời thì mưa to, bây giờ em biết phải làm sao. Nhưng mà sao mệt mỏi thế này, bao mưa mô sinh ra quanh ta. Ôi trời ơi mệt mỏi thế này, sao anh mệt mỏi thế này. Chị ơi nhận lắm chồng tụi em. Bao đam mê sẽ đã ý chế. Cái gì vậy trời. Ôi trời ơi mệt mỏi. Tôi nói thiệt đó, tôi là dữ lắm á. Dữ vậy một tháng nha, tao lộn chào. Bà Mai, cái nào bà mới thật chuyện vậy? Chưa hết tuổi nó còn quá.